Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Laravel tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa phạm. Ở video clip này, mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc danh sách sản phẩm theo loại. Đầu tiên, mình sẽ mở cái trang của mình lên ha. Như bạn thấy đây sẽ là giao diện. Và cái menu này mình sẽ đi đến từng loại sản phẩm, menu loại sản phẩm này ha. Thì như bạn thấy ở đây, mình chọn đến cái từng cái href thì nó sẽ đi đến loại sản phẩm nhưng chưa phân biệt được sản phẩm nào. Thì để mà truyền được tham số, mình sẽ thực hiện như sau. Mình sẽ mở cho các bạn xem cái app của mình ha, controller. Thì để mà lấy được các cái sản phẩm theo loại thì get loại sản phẩm là return value loại sản phẩm đây ha. Mình sẽ truyền vào một tham số để biết được ID mà các sản phẩm mình cần lấy. Ở đây mình sẽ truyền vào tham số là $Thai ha. Thì để mà cái controller hiểu được cái ID Thai này thì bên round mình phải truyền vào một ID. Cho nên mình mở thư mục round và web.bigb. Loại sản phẩm mình sẽ truyền vào một cái tham số. Để truyền tham số thì bạn thực hiện như sau ha. Bạn truyền vào ở đây là Thai. Như vậy ha. Rồi mình sẽ ở đây mình sẽ đứng từ bảng sản phẩm để lấy các cái sản phẩm theo từng loại. Thì mình sẽ mở cho các bạn xem database. Đây là bảng sản phẩm ha. Thì như bạn thấy, để phân biệt được các sản phẩm theo loại thì trong này mình có một cái cột là ID Thai. Nó sẽ liên kết với các bảng là Thai product để lấy được các cái sản phẩm theo từng loại. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái biến là $ loại sản phẩm ha. $ sản phẩm theo loại ha. Sẽ bằng từ bảng sản phẩm mình sẽ lọc theo điều kiện là where theo ID Thai. ID Thai của mình sẽ bằng với $Thai mà mình truyền vào ha. Rồi ở đây mình sẽ lấy tất cả các cái sản phẩm đó, được chưa nè. Rồi mình sẽ truyền cái biến mà mình lấy được qua bên view. Ở đây mình sẽ truyền $, mình sẽ comeback ha, cái sản phẩm theo loại của mình, được chưa nè. Thì tiếp theo mình sẽ vào view và mình price cái sản phẩm mà mình lấy được. Tuy nhiên để mà mình lấy được cái đường link thì trong view header của mình phải truyền vào tham số. Cho nên mình vào result và view header.php ha. Nguyên nhân mình vào header là vì cái header nó chứa cái menu loại. Thì ở đây cái route bên web của mình có truyền một tham số là loại sản phẩm. Cho nên ở đây mình sẽ truyền vào tham số đối với cái route href này ha, loại sản phẩm. Mình truyền vào một tham số là $loại. $loại trở tới cái ID. Thì đối với loại sản phẩm mình sẽ lấy cái ID, thì bên bảng sản phẩm sẽ lấy chính cái ID loại này ha. Bây giờ mình sẽ refresh cái trang của mình. Thì như bạn thấy bây giờ mình trỏ vào từng cái loại sản phẩm ở đây thì mình thấy được các cái đường dẫn ở cái góc bên trái này ha, các bạn chú ý nè. Thì mình trỏ vào bánh ngọt thì nó lấy được cái ID loại là 2. Loại sản phẩm 3 là bánh trái cây, bánh kem sẽ là loại sản phẩm số 4. Như vậy ha. Thì bây giờ mình qua bên view để mình for x cái loại sản phẩm mà mình lấy được. Mình sẽ vào view bay là loại sản phẩm. Ở đây có nhiều loại sản phẩm ha. Một cái con MD4 sẽ là một sản phẩm. Cho nên mình sẽ đóng lại. Mình sẽ tiến hành for x đối với một cái sản phẩm này. Mình sẽ for x là sản phẩm theo loại s $ sản phẩm. Ở đây mình sẽ là a cộng n for x.
Ở đây thì mình sẽ lấy từ cái hình. Hình ảnh sẽ đi từ public rồi vào sort image ha, product sort nè. Rồi vào email. Sort vào email, tiếp theo là vào product. Tiếp theo sẽ là đi vào cái tên của cái sản phẩm đó thì sẽ là bằng đô la sản phẩm cho tới là email. Sản phẩm cho tới email thì cột email sẽ lấy từ database đây ha, là tên của sản phẩm. Tiếp theo đây là sẽ là tên của sản phẩm thì bằng, ở đây mình mở hai cái dấu hoặc nhọn ha. Title đô la sản phẩm cho tới name. Ở đây sẽ là đơn giá của sản phẩm. Đây sẽ là unit price. Ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành refresh cái trang của mình. Sau đó mình trỏ vào loại sản phẩm là bánh mặn. Thì như bạn thấy đây nó sẽ hiển thị được các cái sản phẩm là bánh mặn. Mình sẽ fit lại chiều cao cho các cái view này ha. Mình đối với cái hình thì mình sẽ cho nó có một cái height cố định là khoảng 250 pixel để nó không bị so le và phá vỡ cái view của mình. Mình refresh thì bạn thấy cái view nó đã cố định lại một chỗ rồi ha. Đây sẽ là đơn giá. Thì mình sẽ tiến hành định dạng lại cái đơn giá và truyền vào đơn giá khuyến mại nếu có ha. Ở đây mình sẽ span. Mình sẽ mở cái view là trang chủ để mình lấy được cái sản phẩm giá ha. Rồi mình sẽ lấy cái giá ở đây. Vào loại sản phẩm, thay vì span unit price thì mình sẽ lấy được cái view giá và giá sale sẽ bằng đô la sản phẩm nè cho tới unit price và đô la sản phẩm cho tới promotion. Thì như bạn thấy đó, mình đã tiến hành được lấy được cái giá mà giá gốc và giá khuyến mãi. Tuy nhiên giá khuyến mãi nếu không đồng thì mình sẽ cho nó hiển thị giá gốc thôi ha. Thì ở đây mình sẽ là mình sẽ dùng if ha. A cộng if. Rồi ở đây sẽ là nếu mà đô la sản phẩm cho tới promotion price mà bằng 0. Nếu sản phẩm giá khuyến mãi bằng 0 thì mình sẽ hiển thị hai cái giá. À mình sẽ khác 0 ha. Nếu mà promotion price khác 0 thì mình sẽ hiển thị hai giá. Còn nếu mà A cộng L. Nếu mà sản phẩm mà có giá khuyến mãi bằng 0 thì mình chỉ cần hiển thị một giá là đơn giá chính. Mình bỏ cái class này ha. Rồi ở đây mình sẽ là end if. Rồi ha, mình sẽ refresh. Nó thì như bạn thấy hiện tại cái nào mà nó không có khuyến mãi thì sẵn nó chỉ hiển thị giá gốc. Mình sẽ định dạng lại cái giá này cho nó lên một dòng ha. Thì mình style có cái font size ha. Font size của mình ở đây mình cho hiển thị khoảng 18 pixel. Mình refresh. Thì như bạn thấy cái hình nó đã đi lên rồi nè. Như vậy ha. Còn mình qua vào trang chủ xem nè. Ở đây nó có cái item là sale, nếu sản phẩm là khuyến mãi thì mình cũng hiển thị bên này ha. Nếu sản phẩm này khuyến mãi thì mình sẽ hiện cái sale ở đây. Cái sale thì mình sẽ vào trang chủ để lấy được cái sale. Mình sẽ cũng dùng if như thế ha. Rồi mình sẽ enter ở đây. Nếu mà
sản phẩm có giá khuyến mãi. Sản phẩm có giá khuyến mãi khác không thì mình sẽ là sale, cho nên mình dùng điều kiện để check ha. Refresh nè. Rồi nó báo là không biết cái biến new thì mình sửa rồi ha, nhưng mà mình chưa sale thì giờ mình sẽ refresh. Đó, bạn thấy đối với các cái sản phẩm mà có giá khuyến mãi thì nó sẽ là sale. Rồi sản phẩm có giá khuyến mãi sẽ là sale, còn sản phẩm không có giá khuyến mãi sẽ là không có sale ha. Như vậy là mình đã hoàn thành được đọc danh sách sản phẩm theo loại. Ở dưới đây mình sẽ đọc các cái sản phẩm khác ha. Mình sẽ đọc danh sách các cái sản phẩm khác. Thì ở đây mình sẽ lấy là đô la sản phẩm khác sẽ bằng product ha. Mình cũng lấy từ bảng product. Điều kiện lọc của mình là ngoại trừ cái type này, cho nên mình sẽ where ID type khác ha. Mình dùng biến khác để so sánh cái đô la type của mình. Rồi ở đây mình sẽ tiến hành phân trang cho nó ha. Hiện tại ở đây có 3 sản phẩm thì mình sẽ tiến hành phân trang baginate. Mình muốn phân trang 3 sản phẩm trên một trang. Ở đây mình cũng sẽ truyền cái biến là sản phẩm khác vào view. Mục đích của mình là lấy các cái sản phẩm mà khác cái sản phẩm đã hiển thị ở trên này ha. Thì loại sản phẩm đối với cái top product mình sẽ là sản phẩm khác. Mình sẽ count là tìm thấy bao nhiêu sản phẩm. Count của mình sẽ đô la, mình sẽ count ha. Count cái biến mình truyền qua sẽ là sản phẩm khác. Rồi ha, ở đây mình cũng tiến hành for each đối với cái sản phẩm của mình. Thì thay vì mình sẽ for each lại thì ở đây mình sẽ copy cái dòng for each trên này ha. Một cái có một cái MD4 đó, để tránh mình phải if else lại. Mình sẽ dán cái vòng for each của mình vào đây. Thay vì mình for each sản phẩm theo loại thì ở đây mình sẽ for each sản phẩm khác. Sản phẩm khác ha. Add sản phẩm khác. Thì đối với các cái biến ở dưới mình cũng thay thế là sản phẩm khác. Sản phẩm khác ha. Mình ghi chữ K thôi cho nó khác với cái for của mình. Ở đây mình cũng sẽ là sản phẩm khác. Rồi ha, mình sẽ tiến hành refresh lại. Tuy nhiên mình cần thêm một cái là phân trang. Ở đây mình cần một cái là phân trang thì mình sẽ tạo một cái div có cái class là row. Ở đây mình sẽ tiến hành phân trang thì mình chọn tới link đô la sản phẩm khác. Mình sẽ chọn tới phương thức là link để lấy được cái view phân trang. Mình sẽ tiến hành refresh trang này ha. Rồi như bạn thấy ở đây mình tìm cái sản phẩm khác, nó báo là tìm thấy 3 sản phẩm trên một trang. Phân trang của mình hiện đang nằm ở đây ha. Mình sẽ đi vào trang 2 thì nó sẽ lấy được các cái sản phẩm tiếp theo. Rồi đi vào trang 17, nó sẽ đi được các cái sản phẩm tiếp theo nữa. Vậy ha, như vậy là mình đã tiến hành thành công. Ở bên cái menu bên left bên này, mình thay vì để như thế này chưa tỉnh thì mình sẽ đọc danh sách các cái loại sản phẩm ra.
Thì đây sẽ là cái menu mà loại sản phẩm, cho nên mình sẽ vào Bacon Trailer. Đô la mình sẽ lấy loại ha, sẽ bằng bảng Product Type. Product Type thì mình phải yield, vì trên này mình chưa yield cái bảng loại sản phẩm, cho nên ở đây mình sẽ yield Add, rồi đi vào Product Type. Thì ở đây mình sẽ tiến hành lấy các cái tên loại từ cái product type, sau đó mình lấy tất cả ha, mình sẽ truyền cái biến loại này vào view. Thì ở bảng loại sản phẩm ở đây là các cái loại, cho nên mình sẽ xóa hết các cái có sẵn ha. Mình để lại một cái lời và mình tiến hành for x. À, cần for x ha. Ở đây sẽ là A cộng and for x. Mình sẽ for x cái biến của mình là đô la loại S, đô la loại. Ở đây sẽ mình sẽ truyền là tên loại, đô la loại cho tới là Name ha. Ở đây href của mình sẽ truyền cái round để đi đến cái từng loại. Mình sẽ là row loại sản phẩm và truyền vào ID. Row có tên là loại và đi vào cái ID sẽ là đô la loại cho tới ID. Ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành refresh. Thì như bạn thấy nó lấy được danh sách các cái loại của mình nè. Bây giờ mình đang đứng ở sản phẩm 1 là loại bánh mặn, trang 17. Bây giờ mình sẽ trỏ vào bánh ngọt. Nó lấy sản phẩm 2 thì hiện thị ra cho mình danh sách các bánh ngọt, thay vì mình phải chọn vào cái menu trên này. Thì bây giờ mình sẽ ở cái menu này. Rồi ha, ở đây mình cần thêm là để biết người ta đang đứng ở cái loại sản phẩm nào, thì mình sản phẩm mình sẽ truyền thêm một cái biến là sản phẩm ở đây ha, mình sẽ truyền cái tên của cái loại đó. Rồi để mà lấy được cái tên loại ở đây thì bên Bacon Trailer mình còn truyền qua cái tham số ha. Thì mình muốn lấy cái loại sản phẩm đó thì mình sẽ đô la sản phẩm, loại sản phẩm ha, sẽ bằng nè, mình sẽ đứng từ bảng product type, mình sẽ que theo cái điều kiện của mình là ID của nó sẽ bằng với cái type mà mình truyền vào. Thì ở đây sẽ bằng $type ha. Rồi mình chấm phẩy. Như thế thì bên này mình sẽ hiển thị là đô la loại sản phẩm trở tới name. Để hiểu được thì mình phải truyền cái biến này qua bên view ha. Loại sản phẩm trở tới là name. Mình refresh. Rồi nó báo là không biết cái biến name. À, nguyên nhân của mình sẽ là where. Rồi mình sẽ chọn tới phương thức get. Mình sẽ chọn tới phương thức first ha. Tại vì một loại sản phẩm chỉ có một ID, cho nên mình chỉ cần lấy cái đầu tiên thôi. Mình refresh nè. Đó, như bạn thấy thì mình đang đứng ở sản phẩm bánh pizza. Sẽ có các loại bánh pizza của mình. Rồi mình chọn vào bánh wrapper. Thì mình lấy được các cái sản phẩm là bánh wrapper. Nó đang báo cáo ở đây ha. Ở đây là loại sản phẩm, mình sẽ home và loại sản phẩm. Loại sản phẩm ha. Home thì mình sẽ truyền vào cho nó cái round của mình luôn. Ở đây sẽ là cái round của mình trên là trang chủ. Ha. Rồi mình sẽ tiến hành refresh loại sản phẩm và mình chọn vào home ở đây. Nó sẽ đi về trang chủ cho mình.
Như vậy là mình đã hướng dẫn thành công cho các bạn đọc danh sách sản phẩm theo từng loại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.